Hôm qua ngày 24 tháng 4, tại huyện Đam Rông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đam Rông tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa Cồng Chiêng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 9. Liên hoan lần này quy tụ tham dự của 12 đoàn cồng chiêng của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh và 8 đoàn nghệ nhân của các xã trên địa bàn huyện Đam Rông. Với chủ đề Sức sống cội nguồn, mở đầu đêm khai mạc lễ hội là chương trình biểu diễn cồng chiêng đường phố của các đoàn nghệ nhân với các màn biểu diễn hết sức độc đáo như hòa tấu cồng chiêng, múa xoang và biểu diễn trang phục các dân tộc. Sau nghi thức tôn vinh 24 nghệ nhân cồng chiêng xuất sắc của Lâm Đồng là những điệu múa cồng chiêng của các dân tộc Chu Ru, huyện Đơn Dương, dân tộc Mạ, huyện Bảo Lâm, dân tộc Cờ Ho, huyện Lâm Hà và dân tộc Mờ Nông, huyện Đam Sông. Với nhiều tiết mục được tái hiện, biểu diễn làm say đắm lòng người và mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc bản địa Tây Nguyên. Cùng với đó là đêm hội văn hóa Mơ Nông với nghi thức cúng thần lúa, nghi lễ không thể thiếu trong cuộc sống tâm linh của người Mơ Nông, nhằm cầu mong thần linh che chở và phù hộ cho lúa tốt, được mùa, gia đình no ấm, hạnh phúc. Văn hóa cồng chiêng đang được các thế hệ người Mạ, người Cờ Ho, người Chu Ru và người Mơ Nông ở Lâm Đồng lưu giữ và trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tuy nhiên, điều mà chúng ta băn khoăn là trong những buôn làng hiện nay, số lượng người biết đánh cồng chiêng không nhiều như trước. Tuổi tác phần lớn đã cao và quan trọng hơn cả là những dịp để đánh cồng chiêng, để làm sống lại không gian văn hóa cồng chiêng ngày càng ít đi. Trong những năm qua, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Lâm Đồng cùng với các địa phương và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã không ngừng nỗ lực nhằm giữ gìn những nét đẹp ấy. Sự công tác trách nhiệm của các cấp, các ngành từ tỉnh, huyện, từ xã và đến buôn làng, nhất là bản thân đồng bào ta, chủ nhân của văn hóa cồng chiêng, đã góp công lớn vào những kết quả đạt được. Lễ hội cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng tại Đam Rông lần này là kết quả cụ thể của quá trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng. Bên cạnh các hoạt động biểu diễn, lễ hội cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 9 còn có các hội thi về kiến thức văn hóa cồng chiêng, hội thi trò chơi dân gian. Lễ hội văn hóa cồng chiêng được tổ chức định kỳ hàng năm và được luân phiên giữa các huyện thành phố ở Lâm Đồng. Đây là dịp để nhân dân các dân tộc bản địa trong tỉnh được giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc. Đồng thời đây còn là hoạt động thiết thực, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và khẳng định giá trị di sản văn hóa cồng chiêng trong đời sống đồng bào các dân tộc bản địa Tây Nguyên.